Lụt máy cưa xin chào toàn thể anh em. Hôm nay thì cả chúng em thì review cho anh em một con máy cắt cỏ hàng công suất cỡ lớn để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp anh em nhé. Anh em nào mà cần một chiếc máy cắt cỏ công suất to khỏe để chuyên về đập cước phát cước, hoặc là anh em nào mà chuyên đi làm thuê làm mướn phát thuê phát mướn đấy ạ. Đấy thì nên sử dụng những con máy to như thế này, công suất to khỏe như thế này anh em nhé. Và hôm nay thì lên cho anh em một con máy này cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Quá rẻ cho anh em luôn anh em nhé. Nếu mà cho anh em với nhu cầu về sử dụng thì chỉ tầm mấy ngày là lấy lại được vốn rồi anh em nha. Một con máy Hukama 541. Công suất của con này này, nó lên đến là 1,5 kW. Và với cái tính theo cái công suất và những đường kính của trái bít tông thì trái bít tông của con này nó là 40mm đường kính trái bít tông anh em nhé. Và công suất của con này nó lên đến 41cc luôn anh em, thoải mái cho anh em về sử dụng làm phát thuê phát mướn anh em nha. Và khi anh em mua con này thì cửa hàng chúng em thì tặng kèm cho anh em 5 món phụ kiện kèm theo là một con dao này, một ổ phát cước này, một cái chắn cỏ này, một dây đeo này và một bộ đồ nghề theo máy nha anh em nha. Và đây là dòng máy mới 100%, 100% anh em nha. Và cái dòng này thì nó là hệ tum rời, anh em nha. Cái tum và cái phần cần máy này và phần cục máy này có thể tháo ra riêng biệt được nha anh em nhé. Để cho anh em đến nữa mà không có nhu cầu về sử dụng máy cắt cỏ nữa mà muốn về sử dụng để độ chế nhá, qua như kiểu là máy bơm nước này hoặc là máy phát điện đồ linh tinh ấy, thì lấy cái phần cục máy, cái phần động cơ này thì có thể tháo rời được anh em nha. Chỉ cần tháo cái 4 con ốc này ra thì có thể tháo được cái phần cần ra. Đấy, đây tay ga của nó đây. Rồi, anh em thấy chưa? Rồi, công tác ở trên này luôn anh em nhá. Gạt lên là tắt này, gạt xuống là nổ này. Ống cần là ống cần dày, ống cần 28 ly, 28 ly anh em nha. Phần đầu bò của nó đây anh em. Anh em nhìn phần đầu bò này, nó thiết kế cực kỳ chất lượng cho anh em luôn anh em nha. Rồi và bây giờ thì công khai giá cho anh em này, giá cực kỳ rẻ luôn. 2.200.000. 2.200.000 bao ship với tận nhà cho anh em nha. 2.200.000 bao ship với tận nhà cho anh em. Tặng kèm cho anh em 5 món phụ kiện là một con dao, một ổ phát cước, một cái chắn cỏ, một dây đeo và một bộ đồ nghề. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi và khi anh em nào muốn đặt hàng con này á thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái con B3 anh em nhá. Đây em có ghi cái mã ở đây này. Đấy, cái mã này anh em nha, đây là giá thành của cây máy này B3, bởi vì tránh nhiều khi ấy anh em mà không biết máy nó là hãng gì cũng như là nói thì cả hai chúng em rất là khó. Đấy thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái con B3 này nhá, và để lại cho em thông tin địa chỉ cũng như là số điện thoại thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Anh em nhận hàng này, test nổ máy này, đúng như video em nói thì anh em nhận hàng thanh toán cho người giao hàng là được. Cửa hàng chúng em thì không anh em cần anh em phải cọc trước nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm đúng không anh em. Rồi giật test nổ cho anh em nghe qua nhá. Con này được tích hợp chủ giật trợ lực nên là giật nó rất là nhẹ nhàng cho anh em luôn. Và dòng này thì nó là dòng siêu tiết kiệm nhiên liệu anh em nhá. Bộ chế là bộ chế Zimba nên là nó tiết kiệm nhiên liệu anh em nhá. Chế này là chế xịn luôn anh em nhá. Đó, về nếu mà anh em về phát cước thì hết tầm khoảng 2 lít rưỡi đến 3 lít xăng. Đấy, nếu mà tùy theo anh em phát nha anh em nhá, phát nhiều hoặc phát ít hoặc là phát sát đất hay như thế nào. Còn phát dao thì hết tầm khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi xăng thôi anh em nhá. Rồi anh em thấy chất lượng chưa? Rất là êm ái luôn anh em nha. Nổ cực kỳ êm ái luôn anh em nha. Đấy, nhìn này, con này được thiết kế này chân chống này, hệ là chân chống sắt luôn anh em nha. Đó, nó làm giúp cho vừa là chân chống để cây máy và cũng như là cái bảo vệ cái bình xăng này. Đó, để cho tránh va đập cũng như là có cái gì chọc vào cái bình xăng. Anh em thấy không? Một thiết kế rất là chất lượng anh em nha. Giá thành cực kỳ rẻ luôn. Bao ship cho anh em tới tận nhà anh em nha. Đây, tổng thể cây máy đây. Rồi anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em, và cửa hàng chúng em thì có giao hàng toàn quốc. Anh em ở đâu thì cửa hàng chúng em cũng có thể ship được hết, ship đến tận nhà cho anh em luôn anh em nha. Anh em muốn mua hàng thì chỉ cần bảo là anh muốn chốt con B3 là được anh em nha, và để lại cho em địa chỉ. Hoặc là anh em nào mà có sử dụng Zalo ấy thì kết nối Zalo cũng được. Số Zalo thì cửa hàng chúng em đã để dưới màn hình rồi, 0354392929. Số đó thì em có sử dụng Zalo luôn, chỉ cần lên Zalo và ghi cái số điện thoại đấy ra là sẽ ra Zalo của cửa hàng chúng em nhá. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em video tiếp theo.